đầy chuyện khó khăn trên đời, ban tặng điều ước khắp nơi. Thuở nay thì ta biết làm gì đây, sớm tối chỉ có ôm đàn, biết ai bầu bạn thương trà với ta. Vì ai ai cũng biết yêu thương thân mình, ai cũng mạnh mẽ phi thường kiên cường. Mọi người đều mang nụ cười trao đi khắp nơi, giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Thật ra từ xưa đến nay chẳng có việc gì khó cần ta giúp tay, sức mạnh nhằm trong chính bản thân con người đấy thôi, ta đây chỉ giúp mọi người được thấy thôi. Ý à ơi à, ý à, ý à ơi à, ơi à, giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Vài lượt mới tìm ra được mấy ngọn núi nhìn chiêu đét. Có lẽ đây là thời điểm tốt để ta đi tìm bà Bụt. Trẻ ra mấy niên vì giờ ta chẳng lo chi, lên TV đọc vài câu rap kia yeah, yeah. Phép thật sự cũng không cần đến làm gì, cứ thông thả khắp trốn mà phi vụ vi vi vụ. Không phải là nhân vật trong những lần dẫn chuyện, không phải lúc nào cũng mặc áo dài trắng như mọi khi vẫn diện. Trong tiềm thức nhân thế giờ cũng ít khi xuất hiện, nhưng vẫn cười hơ hớ dù bây giờ ta thất nghiệp. Vì ai ai cũng biết yêu thương thân mình, ai cũng mạnh mẽ phi thường kiên cường. Mọi người đều mang nụ cười trao đi khắp nơi, giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Thật ra từ xưa đến nay chẳng có việc gì khó cần ta bắt tay, sức mạnh nằm trong chính bản thân con người đấy thôi, ta đây chỉ giúp mọi người được thấy thôi. Ý à ơi à, ý à, ý à ơi à, ơi à, giờ là lúc cho ta nghỉ ngơi. Con người cũng sẽ vượt qua, vì từ lâu là ta đã yên tâm nhiều, thấy biết bao nhiêu điều, tay mềm chân yêu quyết không gục ngã. Và khi bê tắc hay cất tiếng gọi, ta vẫn luôn sẵn sàng bên bên cạnh với nụ cười tươi. Ta là Bụt đây.